Dạ thưa sư, con xin được bắt đầu ạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lễ sư Tinh Tuệ, con kính lễ quý sư cùng quý cô tu nữ. Kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Đã đến giờ lễ bái Tam Bảo, kính xin tất cả tắt mic cùng trang nghiêm thân khẩu ý hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu Hồng Mai thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Dạ xin mời đạo hữu Hồng Mai thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Cô Hồng Mai mở máy chưa? Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin kính đảnh lễ sư Tinh Tuệ, con kính đảnh lễ quý sư, kính đảnh lễ quý cô tu nữ, kính chào quý học viên trong lớp. Hôm nay con thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Tắc ghê ca mê cha ru pê ghi ri si kha gata tê chan ta li khe vi ma nê đi pê giáp thê cha ga mê ta ru wa na ga ha nê ghê ha wat thum hi khe tê vum ma cha yan tu đê wa cha la tha la vi sa mê giác Tha gan tháp pa na ga tít than ta san tí kê yang Muni wa năng sa tha vô mê tu nan tu tham ma sa wa na ca lo a yam pha đàn ta tham ma sa wa na ca lo a yam pha đàn ta tham ma sa wa na ca lo a yam pha đàn ta Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Nam mô tassa bhagavato Arahato samma sambuddhassa Nam mô tassa bhagavato Arahato samma sambuddhassa Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sangkhang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Tutiyampi sangkhang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sangkhang saranang gacchami Itipiso bhagava arahang samma sambuddho Vicca jhana sampanno sugato lokaviru anuttaro purisa dhammasa pratisattha deva manuttara buddho bhagava sinati me saranang anyang buddho me saranang varang etena sanjavat jena hotu me jajamangalang Uttamang gena vandehang padakam tum varuttamang Buddheyo kalito do so buddho kamatutang mamang Soakato bhagavata tammo sanditiko akalito Ehipasiko obanagiko pachat tang veritappo vinyuhi sinati me saranang anyang tham me saranang varang etena sanjavat jena hotu me jayamangalang uttamang gena vandehang Thammaṃ ca duvi thang varang thammeyo kalito doso Ammo kama tu tang mamang Supatipanno bhagavato sāvaka saṅkho Ucupatipanno bhagavato sāvaka saṅkho Nyāyapatipanno bhagavato sāvaka saṅkho Samīcipatipanno bhagavato sāvaka saṅkho
Yadidang chattari purisa yugani atta purisa pukkala Safagawato sa wakasangho Ahunayyo pahunayyo dakshinayyo Anchalikaraniyo anuttarang punyakhetang lokasa Sinati me saranang anyang sangho me saranang warang Ete na sancha vache na hotu me jaya mangalang Utta mangge na vande hang sang thanh cha duvi thop sa mang Sang khe yo khali to do so sang kho Kamatu tang ma mang Vanda mi che ti yang sap bang sap bang Tha ne supatit ti tang Sāhīrikathā tu mahā bhūtiṃ Bhūtta rūpaṃ sakalaṃ sadā Sambhūtte attha vi saṅkya dvāda saṅkya sahasake Paṅkya sata sahasā ninamā hisika sāhaṃ Se saṅkhaṃ mañcha saṅkhaṃ ca ādare nanamā mihaṃ Namakara nupa we nahan toa sapte Upata we aneka antaraya Siwina santua se sato Sambutte pancha panya sancha chatui Sati sahas sake dasa sata sahas Sani namami sirasa ahang Se sangham mancha sangkhan Cha adare nanamami hang Namakara nupa we nahan toa sapte upata we aneka antaraya Siwina santua se sato Sambutte navutara sate atta chattali sasahas Sake vi sati sata sahas Sani namami sirasahang Se sang tham manh cha sang thanh cha adare nanamani hang Namakara nupa we nahan toa sapte upata we aneka antaraya Siwina santua se sato Sapte burati maya visaya satta avera sukihon tu sapte Te burati maya anurisaya satta Avera sukhi hontu sapte dakshinaya disaya satta Avera sukhi hontu sapte dakshinaya anurisaya satta Avera sukhi hontu sapte pachimaya nidisaya satta Avera Sukhi hontu sapte pachimaya anurisaya satta Avera sukhi hontu sapte uttaraya disaya satta Avera sukhi hontu sapte uttaraya anurisaya satta Avera sukhi hontu sapte uparimaya disaya satta Avera sukhi hontu sapte hetti maya disaya satta Avera sukhi hontu sapte satta Avera hontu sukhita hontu niddukha hontu abhyapaccha hontu anikha hontu dikhayuka hontu aroga hontu sampatti samit Chantu sukhi attanang pariha Rantu dukkha patta Chanit dukkha payat patta Chanit paya Soka patta Chanit soka Hontu sapte pipanino Akasattha chapumattha Devanaga mahitika Punyang no anumodan tu chirang rakhan tu sasanang Akasattha japum matha devanaga mahitika Punyang no anumodan tu chirang rakhan tu no garu
Akasattha cha punnattha devanaga mahitika punyang no anumodantu chirang rakkhang tu nyatayo Akasattha cha punnattha devanaga mahitika punyang no anumodantu chirang rakkhang tu panino Akasattha cha punnattha deva naga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu no sada idang vatano punyang asava kaya vahang otu anagate kale sa thu dạ thời kinh lễ bái tam bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay ạ. Kính chúc các quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và có lợi ích ngay hiện tại và lâu dài. Dạ con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Phật Thầy ạ. Nam mô Tham Ma ạ, Nam mô Sang Thầy ạ. Xin chào lớp. Bây giờ hôm nay thì mình học phần ba tâm sở ba tâm tố vô nhanh là cũng nằm ở trong 18 tâm vô nhanh, mà bài hôm trước chúng ta đã học đó là 15 tâm quả vô nhanh. Ngày hôm nay thì chúng ta học ba tâm tố vô nhanh. Trước tiên thì chúng ta sẽ đọc bài phần ba tâm tố vô nhanh trước. Upekha sagatang pancha dvara vachana cittang tattha mano dvara vachana cittang somana sasagatang hasitopada cittang ceti imani tini pi ahetuka kiriya cittani nama ikewa sapatha pi attha rasa hetuka cittani samattani satta kosala pakani punya pakani attha kriya citani tiniti attharasa ahetuka upekha sagatang pancha dvara vachana cittang tattha mano dvara vachana cittang somana sasahagatang hasitupada cittang ceti imani tini pi ahetuka kiriya citani nama ikewa sapatha pi attha rasa hetuka citani samattani satta kusala pakani punya pakani attha kriya citani tini ti attha rasa ahetuka. Ở đây mình có upekha sagatang pancha dvara vachana cittang, tức là tâm khai ý, tâm khai ngũ môn thọ xả. Rồi mình có chữ tattha mano dvara vachana cittang, tâm khai ý môn cũng vậy, tức là tâm khai ý môn cũng thọ xả. Cái câu này người ta muốn nói vậy. Somana sagatang hasitopada cittang ceti, để đây nó là hasitopada chít tành chát với lại y tí chít tăng y chát với lại y tí, nó ghép thành này chít tành chì tí, là ở đây là gì, là tâm sinh tiếu thọ hỷ. Imani tì ni bi ahetuka kiriya chita ni nama, ba tâm này gọi là tâm tố vô nhanh. Ichi wa sapatha pi attha rasa hetuka cittani samattani. Như vậy, chữ ichi wa ở đây nó là y tí với lại e wa. Làm dịch nó lại như vậy. Như vậy là gì? Có tất cả, samattani ở đây là tất cả. Cái chữ sapatha pi thì nó cũng có tất cả, nhưng mà không biết sao lại sử dụng hai trường hợp. Ở đây nó là có tất cả attha rasa hetuka cittani,
tức là có tất cả 18 tâm vô nhanh. Cái phần này, cái đoạn này là nó người ta kể luôn cái tâm hôm trước mình học đó, tức là cả 15 tâm quả vô nhân mà mình học hôm trước rồi, là 10, có tất cả đó là 18 tâm vô nhân. Satta kusala pakani là 8 tâm quả bất thiện. Cái chữ pa, chữ quả trong trường hợp này người ta sử dụng cái chữ ba ca, chữ ba ca thường là vi ba ca, nhưng mà ở đây sử dụng luôn cả cái chữ ba ca. Bảy tâm quả bất thiện, sách tán với akusala ba ca ni, punya ba ca ni. Ở đây chúng ta thấy là chữ thiện ở trong trường hợp này á, lại sử dụng luôn ngay cái chữ là punya. Cho nên ở một cái khía cạnh nào đó thì cái chữ kusala nó bằng cái nghĩa với là cái chữ punya. Cho nên ở trong trường hợp này chúng ta thấy là cái tâm quả thiện á, là các ngài xài luôn cái chữ là punya pa ka ni, tức là tâm quả thiện. Attha là có 8 thứ. Cái chữ tâm tố á, nó xài được hai cách. Một là giống như ở trên như nè, xài chữ kiriya chitta. Ở đây thì xài chữ là kriya chitta, chitta ni là số nhiều, trung tính số nhiều. Hai cách, có thể là kiriya hoặc là kriya, nó bỏ một một chữ ý. Kriya chitta ni tay ni, tay ni tí là tay ni với ý tí, tức là ba tâm tố. Atharasa hetuka là 15 tâm vô nhân. Thì cái này là cái đoạn tổng kết của 18 tâm vô nhân thôi, cái đoạn Mali này, hai đoạn này. Rồi bây giờ nghe đọc lần nữa rồi mời lớp chưa tay lên em đọc bài ha. Upekha sakatang pancha dvara vachana cittang tatha mano dvara vachana cittang somana sakatang hasitoppa da cittang ceti imani taini pi ahetuka kiriya cittani nama ice wa sapatha pi attha rasa hetuka cittani sammatani satta kusala pakani punya pakani attha kriya cita ni te ni ti attha rasa ahituka. Rồi mời lớp giơ tay lên để mình đọc bài. Cô Phúc Vị Chung mời lớp ra đọc bài giúp sư. Dạ, xin mời quý vị ạ. Dạ thưa sư, sư cho cái màn hình lớn hơn một chút được không thưa sư? Chữ hơi nhỏ. Dạ, xin mời đạo hữu Kim Quốc. Thưa sư, con xin đọc ạ. Upekha sahagatang bancha dvara vachana citta tattha mano dvara vachana cittang somanassa somanassa hagatang hasitappa da cittang ceti tini bi ahetuka kiriya cittani nama icchewa sappathapi attha rasa hetuka cittani samattani satta kusala pakani punya pakani attha riya cittani tini ti attha rasa ahetuka. Thư sưng đọc xong rồi. Dạ, kính mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc bài nha. Upekha sahagatang bancha dva ra vachana cittang tattha mano va dva ra vachana cittang somanassa hagatang hasi cup ba dachit tanh chesi in mani
Há xí cấp ba đá chí tành chê tí y ma ní ý ma ní tì tì ní pí á hê tú cá ký rí giá chí tà ní na má ít chê quá sáp phá thà bí á thà rá xà hê tú cá chí tà ní sá má tà ní sát tà cú xá lá bà ca ní bồn nhá bà ca ní át thá thà ký ký giá chí tà ní tì ni tí át thà rá xá á hê tú ca. Con xin hết ạ. Dạ, con mời đạo hữu Hồng Mai ạ. Con xin đọc ạ. Upek tha sa gat tang pang cha doa ra wat cha na chit tang sa tha ma no doa ra wat cha na chit tang so ma na sa sa gat tang ha tuk tuk pa da chit tang che ti i ma ni ti ni pi a he tu ka ki ri ya chit ta ni na ma ti che wa sa pa tha pi a tha ra sa he tu ka chit ta ni sa ma ta ni sa ta ku sa la pa ka ni pu nya pa ka ni a tha tha Riya chitta ni ti ni ti attha rasa ahe tuka. Dạ con đã đọc xong. Xin hết. Dạ, xin mời đạo hữu An ạ. Dạ con kính đảnh lễ sư và con kính chào đạo tràng. Con xin đọc bài. Upekkha sahagatang pancha vara vachana chittang tatha mano vara vachana chittang Somanasa sahagatang hasi cepada citan ceci imani tipi tinipi ahai tu kaki riya citani nama ijewa sapatapi atharasa hai tu kacitani Samatani satta kusala pakani punya pakani attha riya cittani tiniti attharasa ahetuka. Dạ con kính cảm ơn. Con xin hết. Dạ xin mời đạo hữu Ngọc Trân ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Upekkha sahagatang pancha dvara vachana cittang tatha mano dvara vachana cittang so manasa sahagatang hasitupada cittanche hiti imani tinipi ahetuka kiriya cittani nama ichewa sapathapi atharas rasa hetuka cittani samatani satta kusala kusala pakani panya pakani attatha kriya cittani tiniti attharasa ahetuka. Dạ thưa sư xin hết. Dạ xin mời quý vị ạ. Dạ em đọc hết chợ dạ thưa sư xin đọc. Upekkha sahagatang pancha dvara vachana cittang tatha mano dvara vachana cittang so manasa sahagatang hasita pada da cittang cheti imani tinipi ahetuka kriya cittani nama ichewa sapathapi atharasa hetuka cittani samatani satta kusala pakani punya pakani atatha riya cittani tiniti atharasa ahetuka. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Upekkha sahagatang pancha dvara vachana cittang tatha mano dvara vachana cittang so manasa sahagatang hasittupada cittang ceti imani ti dibi ahetuka kriya cittani nama ichewa
ba tha bi at tha ra sa he tu ka chi ta ni sa ma ta ni sa ta ku sa la ba ka ni bun nya ba ka ni a tha tha kriya chi ta ni ti ni ti at tha ra sa he tu ka. Dạ, thân mời đạo hữu tiên mã. Dạ, thưa sư xin đọc. Upekhe sehagetan panche doware vachena cittang tathe mano mano doare vachena cittang chomana se sehagetan asitubbe đa chít ta tần chề tí ý mà ní tì ní bí a hề tú ca phi ri giá chít ta ní nà má ít chì quá sắp bá thè bí á thè rá sà hề tú ca chít ta ní sà mắt ta ní sà tè cú sà lá bà ca ní bùn nhà bun nhé bà kê ní át thà thà rí giá chít tà ní tì ní tí át thà rá sá á hê tú kê. Dạ, thưa sư, sư hết. Dạ, còn ai muốn đọc nữa không ạ? Dạ, dạ xin mời quý vị giơ tay ạ. Dạ thưa sư hết rồi ạ, con thấy không còn bàn tay giơ lên ạ. Rồi. Rồi giờ chúng ta học. Như đã nói hôm trước, trong 18 tâm vô nhân thì mình chia nó ra làm hai. Đúng ra mình chia làm ba. Đó là tâm quả bất thiện, rồi tâm quả thiện vô nhân, rồi tâm tổ vô nhân. Dạ. Nhưng mà vì hai loại tâm quả đó, cái tên của tâm nó chỉ khác ở chỗ nó là thân thức thọ khổ và thân thức thọ lạc. Rồi mình giải thích cho cái cảnh của tâm quả thiện đó là tâm quả bất thiện đó là thấy cảnh xấu, nghe cảnh xấu. Tâm quả thiện đó là thấy cảnh tốt, nghe cảnh tốt. Cho nên mình dồn hai loại tâm quả đó thành một bài gọi là tâm quả vô nhân. Rồi đi ba tâm tố thì nó một phần mới, cho nên chúng ta cho nó một bài riêng là ba tâm tố vô nhân. Thì hôm nay chúng ta sẽ học ba phần ba tâm tố. Trong phần này thì chúng ta cũng có mấy mục như hôm trước, đó là số 1 là định nghĩa, số 2 là phần bài học, đó là ba tâm tố vô nhân, thứ ba đó là nhân sinh các tâm tố vô nhân, thứ tư đó là tâm tố vô nhân phối hợp với tâm sở, thứ năm đó là phần sự của tâm tố vô nhân, thứ sáu đó là tâm tố vô nhân nương môn, thứ bảy đó là tâm tố vô nhân nương vật, thứ tám là tâm tố vô nhân biết cảnh, thứ chín đó là tâm tố vô nhân sinh ở hạng người, và thứ mười đó là tâm tố vô nhân sinh ở các cõi. Như vậy thì mình có 10 phần ở trong bài học này. Phần một đó là phần định nghĩa. Thì hôm trước liên quan đến nhân đó là mình chia nhân ra làm hai. Một đó là nhân tương ưng. Hai đó là nhân để khiến cho tâm sanh khởi. Thì tâm tố vô nhân sở dĩ nó có cái tên gọi như vậy là vì nó không có nhân tương ưng.
nhưng mà tâm để khiến cho nó sanh khởi thì nó vẫn có. Thì ở phần mục thứ hai đó thì chúng ta sẽ học về mục thứ ba, chúng ta sẽ học về cái nhân. Để làm cho cái tâm tố vui nhân nó sanh khởi, tức là nó gồm bao gồm các yếu tố vui nhân thì chị ạ. Thì ở đây là 18 tâm vui nhân. Hôm trước mình học cái nhóm trước đó là 12 tâm bất thiện, tức là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Còn bài mình học đang học ở đây đó là 18 tâm vui nhân. Và hôm trước là mình đã học xong 15 tâm quả vô nhân, đó là 8 tâm quả bất thiện, 7 tâm quả bất thiện và 8 tâm quả thiện vô nhân. Còn bài mình đang học đó là 3 tâm tố vô nhân, tức là có gì? Tâm khai ngũ môn. Tâm thứ nhất là tâm khai ngũ môn. Thứ hai đó là tâm khai ý môn. Thứ ba đó là tâm sinh tiếu. Tâm tiểu thì đó là ba loại tâm tố vô nhân mình đang học trong ngày hôm nay. Phần bài học tên của các loại tâm này thì chúng ta phải thuộc lòng hết, phải thuộc lòng hết mới được. Tên của tâm, tên của các loại tâm sở, của các sắc pháp là bắt buộc là mình phải thuộc lòng. Rồi bây giờ mình sang một thứ ba là nhân sinh tâm tố vô nhân. Thứ nhất đó là phải có sắc ý vật. Sắc ý vật. Bây giờ sắc ý vật là chỗ nương để mà tâm có thể sanh khởi. Cái thứ hai đó là phải có cảnh, tức là tâm của mình lúc nào sanh khởi nó cũng phải có cảnh. Giống như là trong lúc các tử mình ngồi hành thiền, nhiều khi mình ngồi làm nói sao con ngồi có thấy gì hết. Nếu mình nói vậy là lúc đó tâm mình không có sanh khởi. Tại nếu mà tâm sanh khởi thì nó chắc chắn là phải có cảnh. Còn nếu mà người nói mình không thấy gì hết, tức là tâm mình không có sanh nữa. Mà không có sanh nữa thì nó sẽ xảy ra hai trường hợp. Một là mình chết. Hai đó là mình nhập thiền diệt thọ tưởng định. Thì tâm nó mới không có sanh khởi. Hoặc là trường hợp mình ngủ. Còn bình thường là tâm vẫn có cảnh để nó sanh khởi, tức là có thể là cảnh sắc, có thể là cảnh thinh, có thể là cảnh mùi, có thể là cảnh vị, có thể là cảnh xúc hoặc là cảnh pháp. Nhưng sở dĩ mình nói là mình cái tâm mình là không có sanh, mình không thấy cái gì hết là vì lúc đó sao cái trạng thái tâm nó sanh khởi quá vi tế và mình chưa đủ cái tâm định để mình nhìn thấy cái tâm sanh khởi trong lúc đó, trong cái khoảnh khắc đó. Còn ví dụ nếu mà cái tâm mà sanh khởi thô thiển, giống như là ví dụ tâm sanh khởi làm cho mình khó chịu, mình la, mình hét lên, hoặc là làm tâm tham sanh khởi làm cho mình muốn trộm cắp cái vật của người ta. Thật ra những trường hợp đó là nó đã thô thiển. Nhưng trong lúc mà mình tu tập, không phải là các tâm bất thiện nó không có sanh, hoặc cái các tâm thiện nó không có sanh. Nó sanh nhưng mà vì lúc đó nó, tức là khi mà tâm mình càng thanh tịnh thì nó càng vi tế. Nó càng vi tế, cái phiền não nó cũng càng vi tế. Cho nên mình mới có là ví dụ trong 10 điều kiết sử
thì mình có 10 điều ít sử thuộc về phần thô, 5 điều ít sử thuộc là phần ít sử, gọi là ít sử thuộc về phần thô, rồi 5 thường phần ít sử là ít sử thuộc về phần tế. Hoặc là trong tu tập thiền Vipassana đó, mình tu đến một giai đoạn nào đó thì mình bị trở ngại bởi bởi 10 cái loại thiền não thiền quán, gọi là Vipassana sát, Vipassana cái lề sát. Và các phiền não đó nếu mà mình không tu tập thì nó không có sanh khởi, nhưng mà đến khi mình tu tập đến một lúc nào đó thì nó mới sanh khởi. Dạ, ví dụ như là tu thời gian cái ngồi lại mình thấy ánh sáng, ví dụ vậy. Dạ, thì khi mình thấy ánh sáng là mình cứ nghĩ là sao, bây giờ là mình đã thấy được pháp. Và khi mình hiểu là bây giờ mình đã thấy được pháp, tức là mình đã chứng ngộ, mình đã giác ngộ được pháp, thấy là mình không tu tập nữa, mình dừng lại. Thì chính vì mình nhầm lẫn đó, cho nên nó cái ánh sáng đó nó trở thành cái phiền não ngăn chặn để mình không có tiến bộ, không có thể tu tập tiến bộ lên. Dạ. Thì đó là liên quan đến cảnh. Là lúc nào tâm mình nó cũng có cảnh, cũng có cảnh nó sanh khởi, nhưng mình có thấy được hay không thì cái đó tùy theo cái tâm của mình, cái tâm định. Cho nên thật sự chúng ta thường nói đó là tu tập thiền chỉ là không có giải thoát được, tu tập thiền quán thì mới giải thoát được. Mà trên thực tế chúng ta thấy như các tử mình đã từng học kinh Trung Bộ, chúng ta ít có thấy bài kinh nào mà Đức Phật ngày giảng mà ngày vào trực tiếp nói về đề tài thiền quán, mà phần lớn các bài kinh được Đức Phật ngày dạy đó là bắt đầu đó là từ thiền định, và vị hành giả chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi đôi khi là đến cái tứ thiền là Đức Phật ngày kết thúc ở đó, vì hành giả chuyển sang tu tập thiền quán và chứng đắc được thánh quả A-la-hán. Một số bài kinh thì còn đề cập đến thêm thiền vô sắc giới, tức là chứng được không vô biên xứ, thức vô biên xứ và vô sở hữu xứ. Rồi sau đó vị hành giả chuyển sang tu tập thiền quán nhờ cái vốn tâm định đó mà chứng đắc được thánh quả. Vậy nói như vậy để cho các tử mình thấy là cái thiền chỉ quan trọng như thế nào trong việc hỗ trợ để chúng ta tu tập thiền quán được tốt, là đòi hỏi mình phải có một cái mức độ tâm định. Và mức độ tâm định để mình có thể quan sát thấy rõ được tâm mình nó có thể sanh diệt. Bởi khi có cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, hoặc là cảnh xúc hay là cảnh pháp. Rồi cái thứ ba nữa đó là có tác ý. Có tác ý thì tâm mới sanh khởi được. Rồi cái yếu tố thứ tư đó là có ánh sáng. Có ánh sáng ở đây là trong trường hợp nào? Có ánh sáng ở đây đó là trong trường hợp đó là mắt thấy cảnh sắc. Thì đòi hỏi phải có ánh sáng thì mắt mới thấy cảnh sắc, và nhờ đó nó là nhãn thức mới sanh khởi được. Đó là trong trường hợp mà cái yếu tố có ánh sáng. Thứ hai đó là có không gian. Không gian, có không gian trong trường hợp này đó là đề cập đến trường hợp đó là có cảnh, tức là có âm thanh. Cái âm thanh mà nó có thể lan truyền được á, là nó phải có cái không gian để nó truyền đi thì mới được. Dạ. Cái thứ ba đó là có gió. Gió ở trong trường hợp này đó là nói về cảnh mùi, tức là để có cái mùi mà thơm hay là mùi thúi gì mà mình có thể ngửi được á, thì phải có cái chất gió nó đẩy đi. Dạ. Còn thứ tư đó là nước.
nước ở đây đó là đề cập đến cảnh vị, tức là khi mình ăn một cái thức ăn nào đó, khi nào có nước bọt nó tiết ra thì lúc đó thì mình mới biết được cái vị của cái thức ăn đó, nó là ngọt, mặn hay là chua chẳng hạn. Sân sụt chạm tức là có cái vật cứng cứng hoặc là mềm mềm. Thì đó là cái yếu tố để hỗ trợ cho ba tâm tố vô nhân sanh khởi, mà tùy theo trường hợp. Tùy theo trường hợp. Đó là phần 3 là mạng. Phần số 4 đó là tâm tố vô nhân phối hợp với tâm xã. Giờ phần nên ba tâm tố vô nhân này nó cũng chỉ phối hợp được với 13 tâm sở tật tha, các tâm nhóm tâm sở tật tha. Và ở đây thì vì nó cũng làm việc một cách máy móc cho nên nó cũng không có dục. Tức là bỏ ra tâm sở dục. Thứ hai đó là ở đây mình có trong ba tâm tố vô nhân thì mình có đến hai tâm tố vô nhân đó là thọ xả. Cho nên trong tâm tố vô nhân mà thọ xả trong trường hợp này á, là mình còn phải bỏ thêm đó là tâm sở hỷ. Như vậy thì nó chỉ còn lại 13, bỏ 2 còn lại 11. Ở tâm khai ý môn với tâm khai ngũ môn á, nó có sự khác nhau một tí. Ở tâm khai ngũ môn á, các ngày ví dụ giống như là cái cửa khép hờ thôi, cho nên chỉ cần người ta đến là người ta đi vô, mở vô liền được, cho nên không cần phải có sự cố gắng. Cho nên trong tâm khai ngũ môn á, nó có tâm sở cần. Còn ở tâm khai ý môn á, là bị cái cửa được ví như là cái cửa được khép kín, cho nên muốn mở nó thì đòi hỏi phải có sự cố gắng, cho nên phải có thêm tâm sở cần. Thì đó là phần tâm phối hợp với tâm sở, vậy cách giải thích để em hiểu. Như vậy thì tổng quát của ba tâm tố vô nhân á, là mình có 12 tâm sở phối hợp. 12 tâm sở phối hợp. Đó là tâm tố vô nhân. Có 12 tâm sở phối hợp từ tâm sở dục. Bây giờ thì mời lớp tính cái. Tính 3 tâm tố vô nhân nãy sư có nói qua rồi, bây giờ mình chỉ tính lại để xem mà mình có hiểu theo dõi kịp hay không thôi. Giờ ai tính được trước giơ tay lên. Ai tính được ba tâm tố, mỗi người tính một tâm. Tâm tố vô nhân phối hợp với tâm sở. Ai tính được trước giơ tay lên. Phần tâm tố phối hợp, các loại tâm phối hợp với tâm sở này á, là phần này các tử mình phải tập tính hết á. Người nào cũng phải tập tính thì mới được. Tại chúng ta phải tập tính thì chúng ta mới hiểu bài. Nếu mà không có tập tính được thì khi mà chúng ta học càng nhiều nó sẽ càng khó. Chúng ta không hiểu bài. Giờ ai tính được trước giơ tay lên. Sư là con nói nhưng mà con có thiếu sót, xin sư bổ sung lại giùm con. Tâm đầu tiên. Dạ, tâm tố vô nhân á là không phải thiện và cũng không phải bất thiện, nó chỉ làm việc ra theo cái quán tính thôi. Tâm tố vô nhân á thì phối hợp với nếu mà phối hợp với 13 tâm sở tự tha thì trong
trong ba tâm tốt vô nhân này thì có tâm khai ý môn và tâm khai khai ngũ môn thì là thọ xả, nên nó không phải trừ ra tâm thọ hỷ bên 13 tâm sở tự tha. Tâm khai ngũ môn á, các ngài thí dụ như cái cửa khép hờ, nếu mà có người đến á, thì tự mở cửa đi vào, không phải cố gắng. Còn tâm khai ý môn á, là cần có sự cố gắng. Thì nó có, phải cần có tâm sở cần. Như vậy là 12 ba tâm tố vô nhân á, thì có phối hợp với 12 tâm sở tự tha trừ tâm sở dục. Ê, không phải. Dạ, xin sư sửa lại giùm con. Ai tính là mỗi người tính tâm thôi. Sư giảng là sư giảng tổng quá. Nhưng mà khi mình tính là mình tính một tâm thôi, mình không thể nói theo sư được. Ai tính được? Rồi, tính ra sư Tình An. Dạ, tính lại đi Đức. Con tính cái tâm mà tâm tấu vô nhân đầu tiên đó là tâm khai ngũ môn á. Thì à, cái tâm này trừ đi một cái hỷ và trừ đi một cái dục nữa, vậy là còn lại là 11 sở tự tha. Xin hết. Tính gì chưa đúng? Ai, chưa đúng rồi. Tại tâm tâm khai ngũ môn á, là giống như ví dụ lúc nãy, tức là cái cửa mà khép hờ thôi, cho nên chỉ cần tới là đi vào được. Để bỏ thêm chữ cần đó, đúng rồi, phải bỏ thêm chữ cần nữa. Dạ, để ví dụ đó thì chúng ta mới nhớ được để mình bỏ tâm sở cần. Vậy là còn mười sở hữu ha, đó là mười tâm sở. Dạ, thưa sư, con xin tính cái tâm khai ý môn thọ xã thì cũng là 13 sơ tự tha, mình trừ đi cái sở hữu hỷ. Tại vì là hai ý môn phải cần có cái sự cố gắng thì là trừ đi hỷ và dục. Thì như vậy là còn là 11 sở hữu tự tha. Và thưa sư, con trả lời là 11 sở hữu tự tha đúng không ạ? Một sở hữu tự tha là gì? Kể nghe coi. Dạ, 11 sở hữu tự tha là nè. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Rồi tầm, tứ, thắng, giải. Dạ, thưa sư, hết rồi ạ. Rồi, đó. Phải thuộc dạ, điểm này được ha. Dạ, trừ đi cần. Dạ, sư sư. Dạ. Dạ, thưa 11. Dạ, sư. Con xin hết ạ. Rồi, ai tính tâm cuối cùng? Dạ, thưa sư, con xin tính tâm sinh tiếu. Vì tâm sinh tiếu là tỏ hỷ, nên không có bỏ hỷ. Vì là việc cửa của vị thánh A La Hán nên có sự cần có sự nỗ lực, nên lấy cần luôn, chỉ bỏ dục ra là có không có muốn bị có nhân duyên, nên các ngài cười, nên có tất cả là tâm sinh tiếu, có 12 tâm sở trừ dục. Thưa sư, dạ xin hết. Tâm sinh tiếu này không phải là của vị A La Hán mà phải có cần, mà vì cái sự cười đó là cần phải có sự cố gắng. Dạ. Là cố gắng mới cười, cho nên nó phải có tâm sở cần. Yeah. Còn sở dĩ nó không có dục ở đây đó là vì cái cười ở đây đó là cười một cách ngẫu nhiên á của bậc thánh A La Hán. Dạ. Cho nên nó không có dục. Rồi, đó là phần tâm phối hợp với tâm sở. Rồi tiếp theo đó là phần 5 la mã, đó là phần 14 sự.
phần 14 sự này cũng là phần cần phải thuộc lòng. Mấy phần này là sự lặp đi lặp đi lặp lại nhiều lần, mục đích là để các tử mình thuộc. Khi mình thuộc á, người ta giảng mới có thể hiểu được, còn không thuộc người giảng không có biết gì hết. Dạ, để đây mình có 14 sự, đó là sự khai môn, sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng, sự tiếp thâu, sự quan sát, sự xác định, sự động lực, sự na cảnh, sự tục sinh, sự hộ kiếp, sự tử. Giờ hôm trước mà mình học 12 tâm bất thiện á, thì 12 tâm bất thiện đó, nó chỉ làm một cái công việc duy nhất thôi, đó là sự động lực, tức là nó xử lý cảnh, tạo ra cái nghiệp thiện, tạo ra nghiệp bất thiện. Rồi trong đó có đưa đến sự tái sanh chẳng hạn. Dạ. Đó là 12 tâm bất thiện. Còn rồi trong 15 tâm quả vô nhân mà hôm trước á, hai tâm nhận thức thì nó làm việc thấy, nó chỉ làm một công việc đó thôi. Hai tâm nhận thức thì nó làm việc nghe. Hai tâm tỷ thức thì nó làm việc ngửi. Hai tâm thiệt thức làm việc nếm. Rồi hai tâm thân thức làm việc xúc chạm. Đó là ngũ song thức. Ngũ song thức tức là nó chỉ làm năm công việc đó thôi. Ngoài ra nó còn làm công việc gì khác. Hai tâm tiếp thâu quá thì nó chỉ làm việc tiếp thâu, tức là tiếp nhận cảnh. Nó cũng chỉ làm một cái công việc đó. Hai tâm quan sát á, hai tâm quan sát thọ xả. Tại tâm quan sát thì nó có hai trường hợp, hai tâm quan sát thọ xả và một tâm quan sát thọ hỷ. Hai tâm quan sát thọ xả ngoài việc làm, ngoài nó làm công việc quan sát, nó còn làm việc tục sinh cho người lạc vô nhân. Mà hễ tâm nào làm việc tục sinh á, cái này là công thức hầu như là mình phải nhớ. Hãy tâm nào làm việc tục sinh thì tâm đó làm việc hộ kiếp trong suốt cái đời sống đó và làm việc tự. Là chết cũng chết bằng tâm đó, tục sinh bằng tâm nào thì chết bằng tâm đó. Dạ. Thì rồi như vậy thì làm nó làm được mấy công việc rồi. Nãy là làm việc quan sát là một, rồi làm việc tục sinh, hộ kiếp và tử. Thêm ba công việc đó nữa là bốn. Tâm quan sát á, nó còn là làm việc na cảnh, tức là hưởng cảnh dư. Hưởng cảnh dư. Cho nên nó làm năm công việc. Đó là tâm quan sát thọ sản. Còn tâm quan sát thọ hỷ á, thì ngoài là nó chỉ làm việc quan sát, rồi làm việc na cảnh. Tức là nó chỉ có hai công việc. Còn hôm nay mình học ba tâm tố á, thì xem phải nó làm công việc gì. Ba tâm tố làm công việc gì. Giờ phải nhớ, trước tiên là phải nhớ 14 công việc. Rồi thì chúng ta sẽ tìm hiểu từng tâm một và nó làm công việc gì. Giờ nãy trong 14 công việc á, thì trong đó mình có cái công việc đó là làm việc khai mở. Làm việc khai mở. Làm việc khai môn, làm việc khai môn tức là mở cửa, làm việc mở cửa. Thì ở đây mình có hai, trước tiên là nói về tâm khai ngũ môn. Tâm khai ngũ môn thì nó làm việc khai mở lộ ngũ môn, tức là con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mà có thể thấy được cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc là nhờ tâm khai ngũ môn. Nó làm việc mở cửa. Thì cảnh sắc, ví dụ như là ở trong trường hợp cảnh sắc thì nhờ tâm, tức là khi có cảnh sắc xuất hiện, nó lọt vào ở trong sắc thần kinh nhãn, thì lúc bây giờ lộ ngũ môn nó mới bắt đầu mở cửa để cho tâm nhãn thức sanh khởi. Tâm nhãn thức sanh khởi nó giống như là, ví dụ như là tâm khai ngũ môn nó giống như là người canh cửa.
Thì ai mà muốn vào vô chùa của mình thường nằm đóng cửa. Bây giờ ai muốn vào chùa là phải có cái người canh cửa đó, họ mở cửa thì mới đi vào được, còn không mình không đi được, không vào được. Thì tâm khai ngũ muôn nó làm công việc đó, và nó chỉ làm một công việc đó thôi. Thứ hai đó là tâm khai ý môn. Tâm khai ý môn thì nó cũng làm việc mở cửa, nhưng mà nó chỉ làm việc mở cửa trong một trường hợp, đó là cho lộ ý môn thôi. Còn tâm khai ngũ môn đó, nó làm việc mở cửa cho năm trường hợp, tức là cho trường hợp thấy cảnh sắc, trường hợp nghe tiếng, trường hợp ngửi mùi, trường hợp nếm vị, trường hợp xúc chạm. Còn tâm khai ý môn thì nó chỉ làm việc mở cửa cho trường hợp cảnh pháp, để tâm sanh khởi. Nhưng mà tâm khai ý môn á, ngoài làm việc khai mở lộ ngũ môn, nó còn làm việc xác định cảnh. Cho nên tâm khai ý môn á, nó làm được hai công việc. Một là làm việc mở cửa cho lộ ý môn, hai đó là làm việc xác định cảnh. Nó làm hai công việc. Tâm sinh tí quá, nó làm chỉ một công việc, đó là làm việc động lực. Dạ. Nhưng là việc động lực ở trong trường hợp này nó khác với cái động lực ở trong 12 tâm bất thiện. Cái động lực của 12 tâm bất thiện á, nó tạo ra cái quả. Nó tạo ra cái, tức là 12 tâm bất thiện nó là tạo nghiệp, rồi cho quả, cho ra 7 tâm quả bất thiện. Trong đó có tâm quan sát thọ xả, chẳng hạn đưa đến sự tái sanh. Nhưng mà việc động lực của tâm sinh tiếu của bậc thánh A-la-hán ở trong trường hợp này đó là chỉ làm việc cười, không để lại cái quả, giống như là cái tâm bất thiện. Và liên quan đến cái việc cười này em nói một tí, tức là theo ở trong vi diệu pháp thì mình có 6 cách cười. Có 6 cách cười. Thứ nhất đó là nụ cười mỉm chỉ lộ chót răng. Mà nụ cười này mình thường thấy ở trong kinh, mà khi Đức Phật ngày cười, rồi tôn giả Ananda hỏi. Là bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì Đức Thế Tôn mỉm cười? Cái câu đó chúng ta thường gặp ở trong kinh, là Đức Phật ngày cười ở trong trường hợp này. Tức là Đức Phật ngày chỉ cười một cái cách duy nhất thôi, tức là cười mỉm rồi lộ chót răng. Và Đức Phật ngày cười thì lúc nào nó cũng có một nguyên nhân. Ngày không cười giống như là bậc thánh A-la-hán ở trong trường hợp mà cười với tâm sinh tiếu. Nhưng mà Đức Phật cười thì lúc nào cũng là có lý do. Đây là cũng là một cái điểm mà giữa Đức khác biệt giữa Đức Phật với là bậc thánh A-la-hán thông thường. Tức là Đức Phật hễ ngày cười là có lý do. Còn nhiều khi bậc thánh A-la-hán khi có cảnh mà mình nói theo ngoài đài nôm na đó, thấy mắt cười là cười. Thì cười đó là cười bằng tâm sinh tím, nó không có lý do gì. Thứ hai đó là gọi là hasipa, là cười hở răng nhưng không phát ra âm thanh, là người mà cười chỉ thấy răng thôi nhưng mà không có âm thanh. Thứ ba đó là cười nhỏ tiếng. Thứ tư đó là cười lớn tiếng. Thứ năm đó là cười lớn tiếng và khiến rung cả người. Những trường hợp này chúng ta đều có. Rồi cười ra nước mắt. Tức là có 6 trường hợp cười. Trong 6 trường hợp cười này thì Đức Phật ngài chỉ cười ở trong trường hợp thứ nhất. Và khi ngài cười thì sẽ cười bằng một trong 2 tâm đại tố thọ hỷ. Ở đây chúng ta để ý đó là hễ cười thì phải là bằng tâm thọ hỷ. Còn người nào mà ít cười đó là tâm phần lớn là sống bằng tâm thọ xả. Cho nên mà cười đó là tâm thọ hỷ.
Yeah, tâm thái. Nhưng mà với Đức Phật đó là một trong hai tâm đại tố thọ hỷ và học trí. À, bài sau chúng ta sẽ học một hai bài nữa thì chúng ta sẽ học tới các loại tâm này. Giờ nói trước vậy thôi. Thứ hai đó là Đức Phật độc giác thì ngài cười hai cách. Thứ nhất đó là cười mỉm lộ chót răng và cười hở răng. Có hai trường hợp, hở răng mà họ không ra tiếng. Nhưng mà ngài cười bằng một bốn tâm đại tố thọ hỷ. Như vậy trong bốn tâm đại tố thọ hỷ này á, cho thấy là có hai tâm đó là hợp trí, hai tâm là lý trí. Yeah. Như vậy cái cười của bậc thanh Đức Phật độc giác á, nó cũng có thể là có lý do, nếu mà ở trong trường hợp đó là cười với tâm đại tố hợp trí thọ hỷ. Nhưng mà nó cũng có thể đó là xảy ra trong trường hợp bình thường vì cười có tâm đại tố lý trí. Cái trường hợp thứ ba bậc thánh A La Hán là có ba cách cười, đó là cười mỉm lộ chót răng, cười hở răng không nghe tiếng, rồi cười nhỏ tiếng. Các người các ngài cười bằng một trong năm tâm tố dục giới thọ hỷ, thì trong đó là có tâm sinh tiếu thọ hỷ, rồi bốn tâm đại tố thọ hỷ. Yeah. Thì ở trong trường hợp mà cười với tâm sinh tiếu á, là cười ở trong trường hợp mà cảnh đáng được cười thì cười thôi. Nhưng mà bốn với bốn tâm đại tố thọ hỷ, ví dụ như là hai tâm đại tố thọ hỷ hợp trí, thì cười đó là có lý do. Thí dụ như là ở trong một trường hợp lúc mà ngày một kiền liên với ngày Lakhna đi khất thực về đó, rồi ngài thấy ngạ quỷ đầu người mình heo quá gì đó, thì ngài mới hỏi ngài Mục Kiền Liên. Thì ngài Mục Kiền Liên thấy ngài Mục Kiền Liên mỉm cười thì ngài Lakhna ngài mới hỏi, thì ngài Lakhna ngài Mục Kiền Liên ngài mới nói đó là hiền giả nên hỏi tôi trước mặt Đức Thế Tôn, câu hỏi này trước mặt Đức Thế Tôn. Thì ở trong cười như vậy thì cười với tâm đại tố thọ hỷ, một trong hai tâm đại tố thọ hỷ của bậc thanh A La Hán. Nhưng mà nó cũng có thể là trong trường hợp cười thông thường, đó là với tâm hai tâm đại tố thọ hỷ nhưng mà lý trí. Yeah. Các tâm này thì mình sẽ học sao, nhưng mà mình biết sơ qua ý như vậy về các cười. Còn người phàm phu mình á, người phàm phu mình á, còn bậc thánh hữu học, bậc thánh hữu học thì có bốn cách cười, đó là cười mỉm lộ chót răng, cười hở răng nhưng mà không có âm thanh, cười nhỏ tiếng, cười lớn tiếng. Bậc thánh hữu học thì có bốn cách và cười bằng một trong sáu tâm thọ hỷ. Sáu tâm thọ hỷ thì sáu tâm thọ hỷ ở đây nó là có bốn tâm đại thiện thọ hỷ và hai tâm tham thọ hỷ mà ly trí. Dạ. Như vậy chúng ta thấy ở bậc thánh hữu học á, ví dụ như là bậc thánh Tu Đà Hoàng chẳng hạn, cũng có thể cười là bằng tâm tham. Dạ. Nhưng mà tâm tham ly tạng. Còn người phàm phu mình á, làm cười giỏi nhất, tức là mình cười được cả sáu trường hợp, tức là trường hợp nào mình cũng cười được. Dạ. Và mình cũng cười bằng nhiều tâm hơn, tức là cười bằng tám tâm, trong đó có là bốn tâm tham thọ hỷ cả hợp tà và ly tà, rồi bốn tâm đại thiện thọ hỷ. Dạ. Như vậy chúng ta thấy là như vậy trong lúc mình cười vui hoặc là mình thấy người ngoài đời họ cười vui, thấy là cười chứ chưa chắc là tâm tâm hiện. Nhiều khi cái cười đó là tâm tham. Cái cười đó là tâm tham. Còn mình thì ví dụ các tử mình có học Phật pháp khi mình cười, những để ý coi mình cười đó là tâm hiện. Tâm tham ví dụ như là
Dạ thưa sư, bị mất màn hình ạ. Dạ sư chưa mở mic ạ. Sư mới bị ao. Rồi tới tiếp theo đó là phần tâm tố nguyên nhân nương mô. Thì ở đây cũng có 6 môn. 6 môn này thì mình cũng phải thuộc lòng. Dạ, thưa sư dạ. Cũng không có cái màn hình sư ạ. À, không có màn hình thưa sư. Dạ. Không thấy hả? Dạ, ủa, không thấy mình. Chia sẻ rồi mà tại sao không thấy hả? Dạ, internet table. Mà sư nói các học tử nghe không? Dạ nghe thưa sư, nhưng mà không thấy màn hình ạ. Dạ. Okay. Cái đồng hồ cát cứ quay tròn tròn không mà đã đăng lỗi rồi sư. Cái nó cứ quay quay tròn tròn, nó đâu có cái màn hình. Mạng nó yếu quá. Thấy chưa? Dạ thưa chưa. Cần gì ta? Nó nghe sư xe rồi chứ. Dạ, thấy dạ. Rồi thưa sư. Lại mất nữa rồi thưa sư. Dạ có ạ. Sư chưa mở mic. Đã lại mất nữa rồi thưa sư. Sao vậy không biết hả? Không. À, tôi thấy không? Dạ chưa ạ. Yeah, nice sắp kỳ vậy đó. Không thấy biết làm sao đây vậy. Cái mạng nó vẫn tốt bình thường mà đâu phải. Hay là mình chưa đóng tiền nữa sư. Không có, đã đóng tiền rồi, chưa đóng tiền là không có đưa Zoom là nó bị ao liền, ao hết luôn. Cái này là sư chia sẻ lại đi thưa sư.
Thấy chưa? Dạ chưa. Dạ chưa thấy ạ, sư ạ. Nó cứ quay tròn 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 không mà nó đang có lỗi gì rồi, nó cứ quay tròn 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 nó đổ lên hình. Dạ. Này sao vậy? Cái máy nó không chạy bình thường. Sư vô rồi, sư chưa mở mic. Vô rồi, nhưng mà xem bài không thấy nữa chứ. Không thấy thì sao học? Còn tí nữa hết bài rồi. Tại mạng mình sư yếu sư ơi. Đúng rồi, tại mạng yếu. Nó cứ nói internet instable. Mình thấy điện thoại của mình thường thế đâu có gì đâu mà. Hay là lúc mà điện thoại này nó đi hết mạng sư. Không, cái này đăng ký tháng mà. Sao Hoa Nguyễn lên hot rồi? Hôm bữa mình sẽ ăn cái lậu rồi chị Hoa, cái nick chị Hoa Nguyễn lên đó. Sư lên hot rồi. Tại sư gia. Mình học chay đi sư, hôm nay mình học chay đi sư. Học đại phải không? Dạ, học đại phải không? Không nghe được ạ. Không có ai, Trân có không Trân chia sẻ. Chia sẻ gì? Trân có bài là... Để bài tiền có được không? Ủa cái này hình như dùng cái phần mềm mà Thắng. Cái này chắc cài PowerPoint, cái này gửi mail cái là được mà hả? Ờ, hay là sư gửi cái file này cho Trân Trân, nhờ hay bạn nào nhờ chia sẻ màn hình cho mọi người được không sư? Cho con liền thử ra được không sư? Chia sẻ là phải có quyền host hoặc cô host mới chia sẻ được. Chỉ cần chia có sư mail cho con đi là con tự làm cho. Đây là sư giảng luôn đi, còn mười mấy phút mà, tại mấy cái này là cái bài cũ nó có hết trơn rồi, nên lương môn lương chẳng lương vợ nó có sẵn rồi. Không biết cái chị Hoa. Mấy người ta học nhiều lắm, cô mới học. Hoa Nguyễn lấy quyền host của sư. Tại sư gia nó mới nhảy lên thôi chị.
Sư ơi, giờ sư không có mic rồi đó sư. Sư không có mic. Hầu như là chưa vô được á. Có thấy sư mà. Tại sư không có mic thôi, thấy sư mà. Rồi, xong. Sư nói lớp nghe không? Dạ, mới nghe thôi sư. Bây giờ học học nghe đi là đang học bài sao? Rồi. Bây giờ lên gửi mail gửi còn không được. Mà Hiếu thôi, giờ sư nói đi, sư nói rồi có gì gửi sao cũng được. Dạ dạng luôn. Mà cái dạng ý của mấy bữa cũ cũng có rồi. Dạ sáu môn. Sáu môn ở đây là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, quẩy môn. Chứ rồi chắc là mạng sư yếu rồi. Đó tiếp rồi. Dạ không nghe. Không nghe được sư. Wi-Fi của điện thoại nó yếu rồi đó. Không có nghe, không nghe sư nói à. Sư chưa mở mic. Chắc thua rồi. Đúng là bữa nay mạng yếu quá. Yếu rồi đó, chắc cái wifi sư yếu rồi đó.
Dạ sư, phải sư đang xài mạng đó, xem điện thoại của sư phải không sư? Đúng rồi. Để đây sư đăng ký nguyên tháng mà một tháng nữa. Phải cái số 988 phải không sư, hay là số khác sư? Số khác. Cái số này sư để đăng ký để xài mạng. Số mà sư đăng ký xài mạng là số bao nhiêu rồi sư? Sự nhớ số như thế. Sự đã đăng lên Facebook à. Nhưng mà chẳng lẽ không tôi chưa gia hạn hay sao hay vậy? Hôm nay xử lý sao đi? Xử lý sao? Dạ. Bữa nay chắc mạng sư yếu rồi, sư ơi, chắc không chia sẻ được nữa. Mới sáng là sao mình đang kiếm tấm dây luôn mỗi lần an toàn. Dạ, thì sư thì sao? Hả? Trường hợp này sao? Mạng phải sư cho biết cái số là con nạp tiền của cái sư này. Sư không có biết nhớ số sẽ con nạp tiền. Hỏi Trân có thử mua cho sư nó có nhớ không? Ở trên có nhớ số của sư. Trân tính lên mạng bao nhiêu anh có số của sư. Sư biết Trân xài số gì đâu. Số mạng có số mạng.
Cái gì chắc thông báo lớp tạm nghỉ đi cho về, nó không phải hết tiền, máy còn tiền mà. À, vậy là mình tạm ngưng hết thưa sư. Đúng rồi, cho lớp tạm nghỉ đi, máy còn tiền chứ không phải là hết tiền. Dạ, bài học tạm kết thúc. Kính mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên hồi hướng những phước đức, phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Nam mô Bố Thầy nhá, Nam mô Tham Ma nhá, Nam mô Sang Thầy nhá. Con kính chào sư, con xin thay mặt cô chú học viên trong room hồi hướng phúc báo của buổi học hôm nay đến chư thiên. Akasatha cha phẩm ma tha đê wa na ga ma hi thi ca bốn nhãn nô anumodan tu chi rang ra khan tu sa sa nang akasatha cha phẩm ma tha đê wa na ga ma hi thi ca quân nhãn nô anu mô đan tu chi răng ra khan tu nô gà rô a ca sa tha cha phẩm ma tha đê qua na ga ma hi thi ca quân nhãn nô anu mô đan tu chi răng ra khan tu nhà ta yô a ca sa tha cha phẩm ma tha đê qua na ga ma hi thi ca quân nhãn nô anu mô đan tu chi răng ra khan tu pa ni nô a ca sa phẩm ma tha đê qua na ga ma hi thi ca bốn nhãn nô anu mô đan tu chi răng ra khan tu nô sa đa y đăng qua ta nô bốn nhãn a sa wa ca ya wa hằng hô tu a na ga ti ca li sa thú. Dạ, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp vi diệu pháp căn bản online vào các ngày thứ bảy hàng tuần vào lúc 19:30 đến 21:00. Dạ, kính chúc quý sư, quý cô tu nữ có bảo hữu mạnh khỏe. Dạ, dạ thưa sư. Kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Con kính chào sư hôm nay ạ.